ao ước gì ngày mai câu được con này các bạn ơi, cá khổng lồ mới ha. Và đây là cái nhiệm vụ mà ngày mai các bạn hoàn thành ha, thì các bạn sẽ hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ để nhận phần thưởng nha các bạn. Và mình nghĩ đó là các bạn sẽ nhận một bộ đồ cá voi nha, một đồ cá voi đen thù lù luôn các bạn ơi. Cùng với đó là càng câu mới sẽ xuất hiện nha, có thông số câu cá khổng lồ cùng với sức mạnh nha các bạn. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây, mới sắp lại mấy con cá đao các bạn ơi. Và con cá mập mặt lợn mini game lần trước là bao nhiêu cm đây các bạn? Đây, không biết là mọi người đã đón đúng không? 137cm ha. Và bạn Hữu Thiện đón đúng nhất và sớm nhất nè. Thích cho mình một cánh ác quỷ ha. Ok, anh sẽ tặng cho em một cánh ác quỷ nha. Mọi người nhớ tham gia game tiếp theo nha, là sẽ đón một con cá đao này bao nhiêu cm nha mọi người. Và các bạn cũng sẽ bình luận phía bên dưới nha. Và kim cương, thỏi vàng. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh ha. Chỉ cho các bạn là con cá đao này từ 620 cho đến 660 nha các bạn. Rồi, chuẩn bị cập nhật rồi cho nên mình sẽ mở quà của các bạn nha. Ui, mọi người tặng cho mình quá trời luôn nè. Wow, lần đầu tiên vô được cái cánh thiên thần rồi. Ui trời ơi, sướng thế nhờ. Rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn các bạn Phù Thủy Alex. Ui, quá dữ cái tên luôn. Rồi, cảm ơn cho mọi người rất là nhiều luôn. Mọi người tặng quà cho mình nhiều lắm luôn á. Cảm ơn các bạn đã tặng quà cho mình nha. Và đừng quên bình luận phía dưới để mình thả tim cảm ơn mọi người nha. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Game hay online.com nhé. Wow, cập nhật 8 tháng 6 các bạn ơi, là cá khổng lồ sẽ xuất hiện nha. Wow, tuyệt vời các bạn ơi. Và có một cái này rất là hay luôn các bạn, đó là một cái thủy cung nha. Thì cái thủy cung này sẽ được thêm vào cho mọi người nha. Cùng với đó là sẽ có sự kiện về cá khổng lồ nha mọi người ơi. Rồi các bạn hoàn thành cái sự kiện cá khổng lồ này thì các bạn sẽ nhận được trang phục cá nha. Cá voi nha mọi người. Đây, cái trang phục cá voi là trang phục đây có NPC đang mặc để cầm con cá một khổng lồ này mọi người. Đó là các bạn sẽ nhận được con cái trang phục đen tù lùi luôn nha mọi người. Thôi, cái thủy cung này các bạn ơi, để mà vào trong cái thủy cung á thì mỗi bạn sẽ có một cái thủy cung riêng nha. Thì khi mà để mà vào được thủy cung á thì nó cũng sẽ giống như để mà về nhà thì các bạn, thì nó sẽ có một cái nút đi tới thủy cung nha. Thì ví dụ như mình đang ở nhà đúng không, thì các bạn nhấp vô profile của mình nè. Ở đây thì nó có cái chữ ghé thăm nhà này các bạn, thì nó sẽ có thêm một cái nút ghé thăm thủy cung nha. Thì mỗi bạn sẽ có một cái thủy cung riêng. Cho nên là mọi người đã chuẩn bị câu cá khổng lồ để sưu tầm cá để bỏ vô cái thủy cung của mình nha. Mà không biết là cái thủy cung á thì nó sẽ chứa được bao nhiêu con cá nha mọi người. Với đặc biệt cái nữa là cá khổng lồ ở bản cập nhật lần này á, thì các bạn có thể là trưng bày ở thủy cung được thôi, chứ không có thể trưng bày ở trong mấy cái bể trưng cá rồi nha các bạn. Chỉ có thể trưng ở trong cái thủy cung thì thôi à. Wow, xịn nha mọi người. Ôi, cùng đi câu cá các bạn ơi, cá khổng lồ nè. Thì hồi bữa mình có tiết lộ cho mọi người đó, thì 6 loại cá khổng lồ luôn nha. 6 loại nha mọi người. Nào là cá gì ta, cá nhà táng đậu trắng nè, cá voi đậu công nè. Rồi nói chung là 6 loại, là mọi người chưa biết thì có thể xem lại video lần trước của mình nha. Và đương nhiên là con cá voi lưng gù sẽ có rồi, nhờ màu trắng với lại là màu xanh này luôn nha mọi người. Wow, thêm hệ thống câu cá mới. Ôi, có cá khổng lồ cho nên là sẽ có thêm hệ thống câu cá mới các bạn. Ui, cái gì mà kéo cái sợi dây dài với mọi người ảo thế nhờ. Ủa, cái này là khi mà câu cá khổng lồ thì cá khổng lồ nó kéo mọi người đi luôn hay sao vậy ta, nhìn nó hài thực sự đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ động xem thử là có gì hay không ha. Khi câu cá khổng lồ chắc chắn chúng ta sẽ liên tục cố gắng bơi đi, và bạn sẽ phải kéo cần câu đúng vào thời điểm chúng chạy trốn. Khi kéo cần thất bại, dây câu sẽ biến thành màu đỏ và cá khổng lồ sẽ trốn mất. Ôi, hệ thống câu cá mới nha mọi người ơi. Và nó sẽ khó nha. Mình nghĩ là cách này nó sẽ khó hơn cái câu cá mới này, nó sẽ khó hơn bình thường nha mọi người. Thì con cá nó cắn câu thì các bạn sẽ phải kéo cần nha. Để sẽ phải kéo cần nha, không thôi nó chạy nó kéo mọi người đi luôn nha. Bắt cá lên nha mọi người. Ôi, bằng cách di chuyển đến NPC ở khu nghỉ dưỡng, lưu ý rằng hệ thống câu cá mới chỉ xuất hiện khi bạn câu cá khổng lồ. Khi mà các bạn câu được cá khổng lồ thì nó sẽ có cái hiệu ứng câu cá mới rồi thôi nha. Còn khi mà các bạn câu cá cũ thì nó sẽ không có hiệu ứng này đâu. Wow, xịn thế mọi người. Đáng mong chờ vào ngày mai thế nhờ. Ngày mai mình sẽ cùng mọi người đi câu cá nha. Bữa giờ mình đi câu cá cũng nhiều rồi đó. Đây mọi người ơi, trứng đại dương nha. Trứng đại dương thì mọi người bữa giờ cũng thấy rồi. Nhưng mà ngày mốt thì nhà phát hành mới cho, ngày 9 tháng 6 thì mọi người sẽ nhận được một cái trứng miễn phí trong cái điểm danh. Và ngày mai thì nhà phát hành sẽ bán rồi, bán cái trứng đại dương này. Wow, ui 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 ui, xịn thế mọi người. Đấy, thì cái trứng đại dương này nhìn vô thì thấy con bé rất là đẹp nè. Ôi, con bé đẹp thế nhờ. Ôi, bữa mua trứng mấy trứng rùa, nhìn giờ nhìn mấy cái trứng đại dương nhìn tiếc cho mọi người. Chắc là trứng đại dương thì cũng 50 kim cương một trứng ấy. Mình nghĩ nó rất là đẹp nè, nhìn nó rất là đẹp mọi người.
Nhìn trong hình kiểu với con nhân vật của mình cầm được quả trứng này với ta. Ui, đẹp thế mọi người. Và trong hình này là bộ đồ của mỏ neo đó mọi người, cái hộp mỏ neo á, mỏ neo phép thuật á. Thì chắc là ngày mai sẽ có luôn ha. Đây, cặn câu mới đây các bạn ơi. Thì bản cập nhật lần trước nhà phát hành kêu ra cặn câu mới mà chưa có ra, thì chắc chắn là mà trong bản cập nhật vào ngày mai thì sẽ ra luôn ha. Đây, thì cặn câu mới này nó sẽ có thông số sức mạnh nè, sức mạnh để con cá khổng lồ nha mọi người, cũng như là thông số câu cá khổng lồ luôn ha. Thì các bạn biết rồi đó, ngày mai phải mua cái cặn câu này để câu cá khổng lồ nha các bạn, hoặc là sử dụng cái cặn câu mỗi neo á để mà câu cá khổng lồ ha. Ui, xịn thế nhờ. Rồi tiếp theo nữa là các thay đổi khác nữa ha, thì các bạn sẽ có quà tặng mới nè, cũng như hộp bóp thăm mới nè. Đấy, rồi thêm những công thức chế tác đồ mới trong cái chế tác đồ mới ha. Quay xịn xò thế nhờ. Vậy là hiện tại mà cần câu mà tốt nhất để mà câu cá khổng lồ thì chỉ có cần câu mỗi neo thôi các bạn. Thì cần câu này thì mình nghĩ nó cũng bình thường lên, nó không có mạnh bằng cần câu mỗi neo đâu. Cần câu mỗi neo là nó, đúng rồi, cần câu mỗi neo nó cũng luxury thôi các bạn. Luxury, bữa mình nhớ mình câu là mình nhớ luxury. Còn đây thì cần này cũng luxury nè, mà chắc chắn ngày mai mình sẽ mua mình test cho mọi người xem ha, đi câu những cá khổng lồ cho mọi người. Trời ơi, háo hức quá các bạn ơi, ngày mai mới đi câu cá rồi, tuyệt vời các bạn. Good, 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 good